Nguyện chào mọi người, hôm nay ngày 3 tháng 7 mình có một số cây phôi hàng khai thác đã ủ ra mầm giao lưu đến mọi người. Những cây phôi này mình sẽ giảm giá để thu hồi vốn. Lô đầu tiên là lô Hải Châu, mã số 1. Giá giao lưu là 320 bao ship. Lô số 1 rất là nhiều cây. Bao gồm 4 phôi Hải Châu và một phôi trắc mình kèm theo. Phôi này là phôi trắc, một phôi trắc cụm rừng trên thân mini. Chiều cao tầm 35. Tiếp theo là lô số 2, một lô phôi tổng hợp, giá là 250 bao ship. Bao gồm một phôi trắc mini. Tất cả những phôi đã ủ ra mầm. Một phôi bằng lăng, phôi bằng lăng tím. Và một phôi sơn trà. Giá cả lô là 250 bao ship. Chiều cao tầm 25. Lô phôi số 3 cũng là lô phôi tổng hợp, giá là 280 bao ship, bao gồm một phôi sơn trà. Phôi sơn trà có cốt đế rất là đẹp. Đường thân cong hình chữ C. Một phôi bằng lăng. Phôi bằng lăng đang đầm mầm rất là nhiều. Và một phôi trắc mini. Phôi trắc có phần lỗ rất là to. Giá cả lô là 280 bao ship. Chiều cao tầm 20. Lô số 4 là phôi lô bao gồm 2 phôi trắc. Giá là 250 bao ship. Mình giảm giá thu hồi vốn. Giá rất là mềm. Cây trắc công hình chữ C nhìn rất là hay. Phần dưới có một phần lũa. Cái này có thể tạo thành một cây nghệ thuật. Chiều cao hơn 40. Cây số 5 là cây trắc mini. Một cây trắc mini có lũa, giá là 200 bao ship. Chiều cao hơn 20. Cây trắc mã số 6, giá là 180 bao ship. Một cây trắc giáng hoành. Cây này có thể làm một cây giáng bay giáng đổ đều được. Chiều cao tầm 35. Cây sơn trà mã số 7, giá là 220 bao ship. Cây sơn trà mini có cốt thân rất là đẹp. Chiều cao hơn 20. Cây này là một cây mini bàn trà, nhìn rất là hay. Cây trắc mã số 8, giá là 150 bao ship. Phần mập sống đến này và phần đổ lên là phần lũa. Chi này là phần chi sống bình thường. Cây có lũa rất là to. Phần lũa cao tầm 50. Cây số 9 là cây chiều xuân. Một cây cốt rất là to. Giá là 380 bao ship. Cục cốt cực kỳ to. Những phần mà cắt đã kéo xẻo rất là mạnh. Chiều cao tầm 30. Chiều ngang tầm 35. Cây hai thân rất là quái. Cây bạch sơn liễu mã số 10, giá là 380 bao ship. Cây dáng mẫu tử. Những cây này mọi người nhận cây thì có thể trồng liền vào 100% là cát. Sau khi trồng xong thì dùng túi ni lông chùm cả chậu và cây để thân cây hấp được hơi nước từ đất. Cây trắc mã số 11, giá là 380 bao ship.
cây có phần rễ kiều rất là hay. Cây này khi mọi người vào chậu làm cây thì nhìn sẽ rất là cổ kính. Cây chiều cao hơn 40. Cây bạch sơn liễu mã số 12, giá là 380 bao ship. Chiều cao hơn 40. Và cây cuối cùng trong clip là cây Hồng Quân. Cây Hồng Quân mã số 13, giá là 400 bao ship. Cây cốt rất là to. Chiều cao tầm 45. Mình xin kết thúc clip tại đây. Mọi người chốt thì liên hệ 0981950182. Đây cũng là số Zalo của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video.